Tôi bắt đầu tập luyện từ võ cũng từ năm 12 tuổi, nhưng mà đến năm 16 tuổi thì tôi mới bắt đầu tiếp xúc với boxing. Thì trước đấy cũng có chơi vài môn nhưng mà không có phù hợp. Khi mà chuyển qua đánh boxing thì cảm thấy là nó phù hợp với mình và cái trình độ của tôi cũng tiến bộ cũng rất là nhanh. Trong tập luyện tôi không phải là một người có năng khiếu nhiều lắm, nhưng mà cái những lúc mà đặt mục tiêu để cố gắng thì tôi luôn hết sức mình. Nhớ nhất thì vẫn là cái trận đấu SEA Games, chung kết SEA Games 28. Nó là trận đấu khẳng định được cái tên Trương Đình Hoàng để mọi người biết tới đến bây giờ. Ba lần trước đó thì cũng một phần là mình kinh nghiệm mình cũng chưa có nhiều. Đến năm thứ tư thì được nhiều sự hỗ trợ ban huấn luyện và kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng nhiều và là quyết tâm cũng cao. Lúc đấy cũng là quyết tâm rất là lớn. Trước khi diễn ra SEA Games thì cũng có một tháng chuẩn bị bên Thái, là tôi chuẩn bị rất là kỹ nên là bước vào giải rất là tự tin. Lúc đấy là nếu mà có xem lại thì lúc đấy là mọi người sẽ thấy lúc đó là tôi không kìm được nước mắt, nó khóc. Là cảm giác là mình đạt được những cái mà mình mong muốn quá lâu rồi. Những lần trước mình không có được như ý muốn và lúc đó cũng nghĩ về gia đình nhiều nên là cũng không kìm được cảm xúc của mình. Cái giải đấu mà lúc đấy thì năm 2009 thì chỉ là giải đấu quốc gia thôi, nhưng mà là một cái trận đấu nó làm cho mình một cái bài học là mình cũng là thuộc cũng nhất nhì ở cái hạng cân đấy, nhưng mà là gặp một cái đối thủ mà mình nghĩ là mình không thể thua được. Mình rất là lúc đấy là kiểu như là cũng chủ quan, nhưng mà đánh xong trận đấu lại kết quả là bị thua cuộc nên là hụt hẳn, muốn buồn bã, xong rồi muốn bỏ hết mọi cái. Lúc đấy còn trẻ mà, lúc đấy mới có được 18 tuổi, 19 tuổi thì muốn 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 bỏ hết tất cả, không không muốn chơi nữa. Nhưng mà được sự động viên của huấn luyện viên, ban huấn luyện bắt đầu mới mới quyết tâm. Từ lúc đó đến hiện tại, cái trận thua đó là trận thua cuối cùng ở giải quốc gia của tôi tính tới bây giờ. Tập luyện nếu mà một người bình thường thì không thể mà hiểu hết được cái nỗi khổ của vận viên, nhất là võ, vừa vừa phải ép ký chuẩn bị giải đấu rồi tập luyện thì đối phương đánh vào đầu vào người rất là nhiều. Nhiều lúc mà tập huấn bên Thái Lan với những huấn viên trình độ cao hơn mình, người ta xúc vào đây về mình ho hay là mình cười có thể đau 10 ngày chưa hết. Có nhiều cái nó là gian khổ. Mọi người cũng biết là những sự ồn ào mà Forex mang đến cái đất nước mình, và cũng đi tới nhiều cái lò võ và giao đấu với lại nhiều võ sư. Thì những trận đấu đó mình thấy không cân xứng lắm thì mình mới thay mặt thôi. Thì tại vì ở Việt Nam mình nghĩ là rất rất nhiều người có thể chiến đấu với lại Floyd. Mình thay mặt mọi người mình đưa lên ý kiến thì Fred nó nhận lời đấu. Thì nói chung là khi người ta đã nhận lời với mình thì mình đã có sự chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào cũng có thể chiến đấu. Tuy là người đội tuyển quốc gia cũng hơn 2 năm rồi, nhưng mà cái nhiệt huyết, cái đam mê với lại boxing của mình rất là lớn, vẫn muốn chiến đấu, vẫn muốn được mang danh dự tổ quốc đến với lại mà cái boxing thế giới. Sắp tới tôi cũng có dự định sẽ chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp và sẽ có một sự chuẩn bị kỹ để em bước vào cái sân chơi đấy. Tôi đấu với họa sĩ người Úc thì mọi người sẽ nhận thấy là cái thể lực của tôi không còn yếu như lúc lúc cách đây vài năm trước nữa. Tôi đã khắc phục và cũng nỗ lực rất nhiều để khắc phục cái điểm yếu đó của mình. Vì thực sự tôi cũng biết là mình thua với võ sĩ quốc tế, những võ sĩ khác thì mình thua cái chỉ là thua cái thể lực thôi. Tại vì cái thể trạng Việt Nam trước giờ cái dinh dưỡng nó không được tốt thì mình thua. Nhưng mà bây giờ hiện tại tôi cũng được rất là nhiều sự hỗ trợ của anh em và mọi người, là hỗ trợ về dinh dưỡng và
việc tập luyện rất là tốt nên là thể lực của tôi cũng rất là ổn định. Nếu mà một vận động sĩ nào mà đã muốn bước vào cái sự nghiệp chuyên nghiệp thì ai cũng hướng đến những cái đài danh giá như vậy, nên là tôi thì cũng không ngoại lệ. Điểm mạnh tôi thì mọi người thường 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 nhận thấy là sự lì lợm và cái tay trái của tôi. Điểm mạnh là cái tay trái rất là mạnh.